Bạn đang đến với kênh YouTube Báo Vietnamnet. Hãy cùng chúng tôi điểm qua những tin chính đáng chú ý. Thưa quý vị, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh dịch Mỹ CDC, hoạt động của virus SARS-CoV-2 trong nước đã tăng từ 1,36 vào thời điểm trước tháng 5 lên 8,82 hồi đầu tháng, chỉ thấp hơn mức đỉnh điểm 9,56 hồi tháng 7 năm 2022. Mức độ hoạt động của virus SARS-CoV-2 trong nước thải hiện đang ở mức rất cao trên khắp nước Mỹ, đặc biệt là ở khu vực phía Tây, tiếp theo là phía Nam. Theo các chuyên gia thuộc CDC Mỹ, làn sóng COVID-19 năm nay xuất hiện sớm hơn năm ngoái, vốn diễn ra vào cuối tháng 8 và đầu tháng 9. Số ca mắc COVID-19 gia tăng chủ yếu ở mức độ miễn dịch trong cộng đồng đã giảm dần, cùng với sự xuất hiện của một số biến thể mới có khả năng lẩn tránh sự phát hiện của kháng thể. Làn sóng lây nhiễm đang lan rộng tại Mỹ phần lớn gây ra bởi một nhóm biến thể mới có tên gọi là Flood. Các phần nhô ra trên bề mặt của chúng được gọi là protein gai, cũng được hệ thống miễn dịch và vaccine sử dụng làm mục tiêu. Do đó, những thay đổi trong cấu trúc của chúng có thể cho phép virus dễ dàng vượt qua hàng rào phòng thủ của cơ thể hơn. Một nguyên nhân khác đó là trẻ em quay lại trường học ở nhiều nơi trên nước Mỹ khiến virus có cơ hội lây lan. Hiện chưa rõ làn sóng COVID-19 mùa hè ở Mỹ năm nay đã đạt đỉnh hay chưa và bao giờ sẽ suy giảm. Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ dự kiến vào tuần tới sẽ thông qua các loại vaccine mới được cập nhật của Moderna và Pfizer nhằm đối phó với các biến thể mới của SARS-CoV-2. Cả Moderna và Pfizer đều cho biết họ đã chuẩn bị đủ nguồn vaccine cập nhật và sẽ bắt đầu phân phối ngay sau khi được thông qua. Ngày 8 tháng 8, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo số ca mắc COVID-19 ngày càng gia tăng trên toàn thế giới và tình hình dự kiến sẽ không được cải thiện trong thời gian tới. Giám đốc Phòng chống và chuẩn bị ứng phó với dịch bệnh và đại dịch của WHO cho biết, dữ liệu từ hệ thống giám sát của chúng tôi trải rộng khắp 84 quốc gia cho thấy tỷ lệ xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 đã tăng lên trong vài tuần qua. Giám đốc Phòng chống và chuẩn bị ứng phó với dịch bệnh và đại dịch của WHO cho biết, mặc dù tỷ lệ xét nghiệm dương tính tổng thể lớn hơn 10%, nhưng vẫn có sự dao động giữa các vùng, đồng thời cho biết rằng ở châu Âu tỷ lệ xét nghiệm dương tính là trên 20%. Tuy nhiên, Giám đốc Phòng chống và chuẩn bị ứng phó với dịch bệnh và đại dịch của WHO cho rằng tỷ lệ lây nhiễm trên thực tế có thể cao hơn, vì việc theo dõi nước thải cho thấy mức độ lây lan của virus SARS-CoV-2 trong một số trường hợp có thể cao hơn tới 20 lần so với kết quả xét nghiệm. WHO cũng cảnh báo về nguy cơ xuất hiện các biến thể nghiêm trọng hơn ngày càng tăng khi virus tiếp tục lây lan và tiến hóa, có thể dẫn đến một biến thể kháng lại sự can thiệp của y tế. Giám đốc Phòng chống và chuẩn bị ứng phó với dịch bệnh và đại dịch của WHO nhấn mạnh, với mức độ lây lan đáng kể như vậy, nếu chúng ta có một biến thể nghiêm trọng hơn thì khả năng những người dân có nguy cơ mắc bệnh nghiêm trọng là rất đáng kể. Tỷ lệ nhập viện vẫn thấp hơn đáng kể so với đỉnh điểm dịch. Song WHO kêu gọi các chính phủ đẩy mạnh các chiến dịch tiêm chủng, đảm bảo rằng các nhóm có nguy cơ cao nhất sẽ được nhắc nhở tiêm chủng 12 tháng một lần. Giám đốc Phòng chống và chuẩn bị ứng phó với dịch bệnh và đại dịch của WHO nhấn mạnh, điều quan trọng là mọi người phải thực hiện các bước để giảm nguy cơ lây nhiễm và mắc bệnh nghiêm trọng, bao gồm cả việc đảm bảo rằng họ đã được tiêm một liều vaccine COVID-19 trong 12 tháng qua nếu thuộc nhóm có nguy cơ cao. Việc sản xuất vaccine đã giảm trong 18 tháng qua và số lượng nhà sản xuất cũng giảm. Người ta hy vọng rằng vaccine vẫn đang được phát triển và có thể giúp giảm lây nhiễm, giảm nguy cơ xuất hiện các biến thể mới, nhiễm trùng và bệnh nghiêm trọng. Lầu Năm Góc Mỹ được cho là đã tạo ra hàng trăm tài khoản mạng xã hội giả mạo để thuyết phục người dân Philippines tin rằng mũi tiêm Sinovac là giả. Theo hãng tin RT của Nga, hãng thông tấn Reuters có trụ sở tại Anh mới đây đưa tin, quân đội Mỹ đã thừa nhận rằng họ đã tiến hành một chiến dịch bí mật nhằm làm mất uy tín của vaccine Sinovac của Trung Quốc tại Philippines và khắp châu Á cùng Trung Đông. Các quan chức Lầu Năm Góc Mỹ đã viết cho các đối tác Philippines trong một lá thư đề ngày 25 tháng 6 và được Reuters đưa tin vào ngày 26 tháng 7. Đúng là gửi thông điệp cho công chúng Philippines đặt dấu hỏi về tính an toàn và hiệu quả của Sinovac. Lầu Năm Góc Mỹ thừa nhận rằng họ đã có một bước đi sai lầm trong thông điệp liên quan đến COVID-19, nhưng đã đảm bảo với Manila rằng họ đã dừng hoạt động này vào cuối năm 2021 và kể từ đó đã cải thiện đáng kể việc giám sát và trách nhiệm giải trình của các hoạt động thông tin.
Một cuộc điều tra của Reuters tiết lộ vào tháng trước, chiến dịch đang được đề cập bắt đầu vào năm 2020 sau khi Trung Quốc tuyên bố sẽ phân phối miễn phí các mũi vaccine Sinovac tại Philippines. Trong nỗ lực chống lại lợi ích của quan hệ công chúng này đối với Bắc Kinh, Lầu Năm Góc Mỹ đã ra lệnh cho Trung tâm Chiến dịch Tâm lý của mình tại Florida tạo ra ít nhất 300 tài khoản truyền thông xã hội giả mạo để hạ thấp uy tín vaccine của Trung Quốc. COVID-19 đến từ Trung Quốc và vaccine cũng đến từ Trung Quốc. Đừng tin Trung Quốc là một phần nội dung trong một bài đăng điển hình do nhóm chiến dịch tâm lý của Mỹ tại Florida tạo ra. Hoặc bài đăng khác có đoạn, từ Trung Quốc, PPE, khẩu trang, vaccine giả, nhưng virus corona là thật. Một sĩ quan cấp cao nói với Reuters, các quan chức quân đội tham gia vào chiến dịch biết rằng mục tiêu của họ không phải là bảo vệ người Philippines trước vaccine không an toàn, mà là kéo Trung Quốc xuống bùn. Theo thông tin này, chiến dịch tuyên truyền đã sớm lan rộng ra ngoài Philippines, công chúng Hồi giáo trên khắp Trung Á và Trung Đông đã được thông tin rằng Sinovac có chứa gelatin từ thịt lợn và do đó là haram, tức bị cấm theo luật Hồi giáo. Chiến dịch này buộc Sinovac phải đưa ra tuyên bố khẳng định rằng mũi tiêm được sản xuất không chứa nguyên liệu từ lợn. Lầu Năm Góc Mỹ chưa công khai thừa nhận bức thư gửi quân đội Philippines và các chính phủ Mỹ cùng Philippines đã từ chối bình luận về vấn đề này với Reuters. Tuy nhiên, theo hãng tin RT, vào tháng trước, một phát ngôn viên của Lầu Năm Góc Mỹ đã nói với hãng thông tấn Reuters rằng quân đội Mỹ sử dụng nhiều nền tảng khác nhau, bao gồm cả mạng xã hội, để chống lại những cuộc tấn công gây ảnh hưởng xấu nhằm vào Mỹ, các đồng minh và đối tác, đồng thời tuyên bố rằng Washington chỉ đang phản ứng trước chiến dịch thông tin sai lệch của Trung Quốc nhằm đổ lỗi sai sự thật cho Mỹ về sự lây lan của COVID-19. Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói với Reuters rằng họ lâu nay vẫn khẳng định rằng Mỹ phát tán thông tin sai lệch về Trung Quốc. Mới đây, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đưa ra khái niệm về bệnh X, căn bệnh do một loại virus giả định chưa biết có tồn tại hay không gây ra. Đầu năm, các nhà lãnh đạo thế giới đã tập trung tại cuộc họp thường niên của Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sĩ để thảo luận về bệnh X do loại virus giả định được cho là nguy hiểm hơn 20 lần so với COVID-19. Mặc dù chưa biết loại virus như vậy hiện có tồn tại hay không, nhưng giới chuyên gia hy vọng có thể chủ động đưa ra kế hoạch hành động để chống lại loại virus đó và chuẩn bị hệ thống y tế nếu bệnh X nổi lên như một đại dịch. Một chuyên gia nói với CBS News rằng khả năng đó có thể xảy ra sớm hơn chúng ta nghĩ. Tiến sĩ Ahmed Adanja thuộc Trung tâm An ninh Y tế John Hopkins, Mỹ cho biết có những chủng virus với tỷ lệ tử vong rất cao có thể phát triển khả năng lây truyền hiệu quả từ người sang người. Trước đó, năm 2022, WHO đã tập hợp 300 nhà khoa học để xem xét 25 họ virus và vi khuẩn nhằm lập ra danh sách các mầm bệnh mà họ tin rằng có khả năng tàn phá và cần được nghiên cứu thêm. Nằm trong danh sách đó là bệnh X được tổ chức này công nhận lần đầu tiên vào năm 2018. WHO đánh giá sự quan tâm tới virus gây bệnh X thể hiện sự hiểu biết rằng một đại dịch quốc tế nghiêm trọng có thể do một mầm bệnh không xác định gây ra. Tổng giám đốc WHO cho biết COVID-19 có thể là bệnh X đầu tiên. Các nhà khoa học đang tích cực học hỏi từ kinh nghiệm đó. Theo tiến sĩ Adanja, bệnh X có thể do một loại virus đường hô hấp đã lây lan ở các loài động vật và chưa có khả năng truyền sang người. Tiến sĩ Adanja nói, con vật nhiễm bệnh có thể là loài rơi như COVID-19, các loài chim như cúm gia cầm hoặc một số loại động vật khác, chẳng hạn như lợn. Khi con người và động vật tiếp xúc, các loài virus có thể lan truyền. Theo WHO, nếu chúng ta không chuẩn bị, rất có thể một căn bệnh ở quy mô đó sẽ gây ra thiệt hại thậm chí còn lớn hơn những gì chúng ta đã trải qua với COVID-19. Căn bệnh đã cướp đi sinh mạng hơn 7 triệu người. Tiến sĩ Adanja cũng đề cập đến đại dịch cúm năm 1918 đã làm khoảng 50 triệu người trên toàn cầu thiệt mạng. Ông Adanja nói, nếu chúng ta ứng phó quá kém với một thứ như COVID-19, bạn có thể tưởng tượng mọi chuyện sẽ tệ đến mức nào với một sự kiện cấp độ như đại dịch cúm năm 1918. Đó là lý do các chuyên gia khắp nơi trên thế giới đang nghiên cứu một kế hoạch mạnh mẽ và hiệu quả để chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Tổng giám đốc WHO nhận định hệ thống cảnh báo sớm và kế hoạch về cơ sở hạ tầng y tế có thể giúp ích trong một kịch bản tương lai.
Tiến sĩ Adanza cho biết, một bài học quan trọng khác từ đại dịch COVID-19 là tầm quan trọng của tính minh bạch. Tổng giám đốc WHO chia sẻ, WHO hợp tác với các tổ chức toàn cầu khác đã đưa ra các sáng kiến để chuẩn bị cho đại dịch tiếp theo. Những nỗ lực này bao gồm quỹ đại dịch để giúp các quốc gia có nguồn lực, trung tâm chuyển giao công nghệ vaccine mRNA để đảm bảo công bằng về vaccine cho các quốc gia có thu nhập thấp và trung tâm thông tin về dịch bệnh nhằm cải thiện hoạt động giám sát hợp tác giữa các quốc gia. Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của Báo Việt Nam Net. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!